Nguyễn Thảo Minh và Nguyễn Minh Tài, số 53 câu lạc bộ Phối Tây Ninh, mời ba vận động viên thi đấu ở bảng 2 cho đường chạy khởi động. Thank you.
5 câu lạc bộ Cầu 179 sân bay Tân Sơn Nhất. Ở phần 2 gồm có Bùi Tuấn Trọng, số là 41 câu lạc bộ Phú Trang Phú Quốc, Phạm Văn Thiện, số là 48 câu lạc bộ Hồ Hoa Bóc và Lê Minh Quân, số là 7 câu lạc bộ Trọng Sa Đê Cô. Để cho lực lượng trọng tài đưa các vận động viên ở bảng 1 chuẩn bị ra đường chạy khởi động. Thủ mà không thấy đường phía sau luôn.